Hôm nay bên em Việt về thêm một cái chiếc Rút tới đây cả nhà. Con này với tông màu đỏ nâu, khá là đẹp luôn. Một chiếc xe biển số thành phố không đăng ký dịch vụ và cá nhân một chủ sử dụng từ đầu. Thì với chiếc Rút này á, nó là đời 2018 và là nhập Indo cả nhà mình ha. Nước sơn cũng còn khá là đẹp luôn. Vì là xe mới về cho nên là bên em chưa có spa mà em quay lên cho cả nhà cùng xem luôn đó. Nó có một vài cái vết dơ. Nhưng không sao, đây là đang là chất xe mộc nha cả nhà nha, chất xe mộc. Em sẽ quay cho cả nhà coi tình trạng chất lượng xe. Thì đây là mâm vỏ của xe, nó có bị rách một cái mâm ở phía bên tài nè cả nhà, tuy nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Và đánh lốp đây là tầng thứ 45 của năm 2018, lốp zin theo xe cả nhà mình ha. Đó, lốp theo xe luôn, và lốp xe cũng còn rất là dày nè. Đó, cả nhà có thể thấy ha. Con này đi thì cũng chỉ mới có 3,8 thôi nha ha, 3,8 thôi. Anh chị thấy nè, sơn zin còn cực nhiều luôn. Gương gập điện, chỉnh điện tích hợp với là đèn báo rẽ nha. Có về che mưa, bao dông mui, ốp tay nắm cửa cũng như là có tay nắm cửa tích hợp với chìa khóa thông minh smart key. Keo chỉ thì bên em Việt đã kiểm tra kỹ càng cho cả nhà mình rồi, không mất bất kỳ một phần nào luôn cả nhà. Đó, như là các con ốc nè, tắp bi tắp ly thì cũng còn rất là mới, rất là sạch ha. Một cái cửa kính lên xuống auto một chạm luôn. Con này thì nó đi cũng khá là ít, nó chỉ đi có 3,8 thôi. Đó, vô lăng cần số này rất là đẹp nha. Chị thấy nè. Đó, một cái màn hình zin theo hãng luôn. Phanh tay cơ, phim cách nhiệt loại tốt toàn xe. Đây, thông số này. Đời 2018. Nhập Indo, Toyota Rush. Với con Rush này thì em đang chào bán là 475 triệu anh chị ha, 475 triệu. Bao rút hồ sơ gốc cho quý anh chị luôn. Và ngoài ra thì chiếc xe này bên em có hỗ trợ vay ngân hàng cho quý anh chị luôn nha, hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Bây giờ thì em sẽ qua cái hàng ghế phía sau cho anh chị cùng xem nha. Đây là băng ghế thứ hai anh chị. Con này thì chúng ta có thể chở được 7 người. Chở được 7 người. Hàng ghế thứ hai đây rất là sạch sẽ đúng không ạ? Con này là một chiếc xe đi gia đình nên là chị nhìn cái chất ghế này rất là mới luôn. Nó cái đường chỉ cũng như là độ sẹp. Con này gầm cao, cầu sâu nha cả nhà ha. Và đây là mức tiêu hao nhiên liệu của em nó nè. 8,2 lít trong đô thị và 5,8 lít ở ngoài đô thị. Một chiếc xe Toyota Rush được thiết kế với phong dáng khá là đẹp luôn. Màu này là màu đỏ mận, màu đỏ nâu đất á cả nhà. Và con này là xài phim cách nhiệt và phim Luma. Đó. Ở sau này thì mình có cam lùi cũng như có cảnh ve, nhưng chị cũng biết rồi ha. Con đội và tất cả các dụng cụ thì bên em Việt đã kiểm tra kỹ càng cho anh chị rồi. Ba hàng ghế nè, ốc ở đuôi xe của chúng ta cũng chưa tháo mở luôn nha, keo chỉ là còn nguyên bản mà. Xe chất xe rất là đẹp luôn. Đây anh chị có thấy lớp sơ cua nè, rồi cũng như khung gầm đây. Khung gầm cái con này thì nó khá là mới bởi vì là một chiếc xe nó đi trong khu vực đô thị Sài Gòn thôi. Cho nên đây chị thấy nè, khung gầm sexy rất là đẹp, cũng không có bị đâm va cho nên dẫn tới tình trạng là cong vênh gì hết rồi chị ha. Đó, quay chi tiết cho anh chị xem luôn. Bây giờ thì chắc là em sẽ mở cái khoang máy để cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây anh chị thấy nè, nắp capo chưa mở nha. Cái khung sườn nguyên zin nguyên bản nha cả nhà ha. Này cũng không có khóa nắp capo, không bị sét. Con này mới vừa về cho nên động cơ tụi em cũng chưa có vệ sinh. Tuy nhiên thì các ốc ác này nọ là nguyên zin nguyên bản nha, chưa có tháo mở gì cả cả nhà. Xe này thì bên em Việt cũng đã check qua đội ngũ như chuyên viên của bên em cũng như là kiểm tra hãng cho quý anh chị rồi. Xe thì bên em Việt sẽ bao kiểm tra hãng cho quý anh chị luôn ha, bao rút hồ sơ gốc và hỗ trợ vay ngân hàng. Nếu như anh chị nào đang quan tâm tới chiếc Rút này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số 0923466999 anh chị ha. Em xin phép được đọc số online của em một lần nữa là 0923466999 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các nhà trong những video lần sau. Bye bye.